Chiều ngày 28 tháng 1 năm 2021 tại trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Quốc tự, quận 10, Chư Tôn Đức Ban kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021. Tham dự hội nghị có Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban trị sự kiêm trưởng Ban kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó thư ký Ban trị sự thành phố Hồ Chí Minh cùng Chư Tôn Đức trong Ban kiểm soát thành phố đồng tham dự. Thay mặt Ban kiểm soát thành phố phát biểu khai mạc hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Đức cho biết: trong năm qua, tuy phải chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, nhưng với sự đoàn kết chung lòng của toàn thể thành viên trong ban, sự hộ trì của Phật tử gần xa, đặc biệt là nhờ sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo của Thường trực Ban trị sự Phật giáo thành phố, Ban kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hoàn thành tốt các Phật sự trọng tâm. Tiếp đó, Đại Đức Thích Thiện Châu, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban kiểm soát Phật giáo thành phố đã trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021. Theo đó, trong năm qua, Ban kiểm soát Phật giáo thành phố luôn chấp hành theo sự phân công của Ban thường trực Ban trị sự thành phố để thực hiện nhiệm vụ của mình qua các công tác cụ thể như giám sát phản biện việc chấp hành hiến chương, quy chế hoạt động Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, giám sát các kỳ họp của Ban thường trực cũng như sự sinh hoạt của các ban chuyên ngành trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Trong năm 2021, Ban kiểm soát cũng đã đề ra 10 hoạt động Phật sự trọng tâm trên cơ sở nâng cao công tác chuyên môn để góp phần vào sự nghiệp trang nghiêm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, Ban trị sự thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tặng bằng tuyên dương công đức đến các cá nhân và tập thể Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm qua. Tiếp đó, thay mặt Ban thư ký, Thượng tọa Thích Quang Thạnh đã công bố quyết định chuẩn y theo tờ trình của Ban kiểm soát về việc bổ sung Đại Đức Thích Liễu Minh, Phó đại diện Phật giáo người Hoa làm Ủy viên thường trực Ban kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh khóa 9, nhiệm kỳ 2017-2022. Thay mặt Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tọa Thích Thiện Quý đã nêu vai trò của các thành viên trong Ban kiểm soát, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng trong năm 2021, các thành viên Ban kiểm soát với vai trò và trách nhiệm của mình sẽ tháo gỡ những khó khăn, khắc phục những tồn động trong năm 2020 và tích cực đóng góp khả năng của mình vì Phật sự chung, góp phần trang nghiêm giáo hội.